À, chào các anh em đang xem uh, miền Tây solar ha thì uh, mấy ngày nay anh em hỏi mình nhiều về cái uh, tấm pin này uh, tấm pin uh, 410w của uh, Zinco uh, 9 bus uh, Cell thì uh, hôm nay nhân tiện có chiến uh, chở độ mình quay uh, giới thiệu lại tấm pin này ha thứ nhất là tấm pin này uh, là tấm pin uh, 410w nha uh, Vôn đầu ra của nó là hở um, mạch là 48V trong mạch là 43V đó Hsel 9 bết ha và nó là pin Zinco nha anh em Zinco đây đây là mặt trước của nó còn mặt sau của nó đây là pin một mặt kính nha mọi người cho nên mặt sau là một tấm BK ha cái tấm BK trong màu trắng này đấy mặt sau này đó thì anh em nào có nhiều anh em hỏi mình pin hai mặt kính này kia thì pin hai mặt kính lúc trước mình bán mà lâu này thì pin Zinco này có một mặt kính thôi cho nên là Uh, nói chung là một mặt kính hay hai mặt kính nào công suất cao hơn thì uh, không có biết được đâu nè giờ uh, người ta sản xuất pin người ta tính toán có nghĩa là cái uh, cái công suất của tấm pin cái năng suất của tấm pin cái hiệu suất của tấm pin là người ta tính toán kỹ lắm một kính hay hai kính gì đó không quan trọng ha cái hàng hai kính không phải là năng suất sẽ cao hơn một kính là sai lầm nha mọi người hôm qua nay có mấy anh em hỏi mình về vấn đề pin rồi uh, hỏi về vấn đề hai kính một kính gì đó nhưng mà một kính hay hai kính là không quan trọng nha nè đấy đó là do công nghệ thôi đó, thì à, bên mình hiện tại bây giờ còn pin à, này 410W đấy pin à, một mặt kính ha ngoài ra mình còn tám à, tấm pin ae 510W à, 8 tấm pin ae ha 510W thì à, nó nằm đó không có ế nha mà tại vì bữa anh kia anh dặn mà anh không chịu lấy à, anh dặn rồi cái ảnh cất cái nhà xong rồi ảnh bị đuối anh em rồi cái ảnh đổi anh lấy pin khác cái rẻ hơn ảnh à, thấy bên đó nó cũng hơi cao đó cho nên anh không lấy ae mà 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 giá đâu có thể nào so sánh được với những lô pin thường thường mọi người ae hiện tại đó là sáu chín một watt nha còn zinco bốn trăm này là sáu ngàn rưỡi watt nha anh em đam mê thì liên hệ ha anh em tới nhà chở luôn thì phí vận chuyển được miễn phí mà còn được giảm khoảng vài chục ngàn tấm nha mọi người nếu mà tới nhà chở ha Ở khỏi tốn công gói thì mình sẽ giảm giá cho anh em nhiều nhất có thể còn bữa nay thì chúng ta tiếp tục lại lại đi gửi một vài cái đơn uh, nhỏ nhỏ ha đơn sáng nay thôi còn chiều nay những anh em đăng ký thì sáng tới giờ thì uh, uh, chiều nay mới gói chứ mới gửi nha mọi người còn uh, sáng nay thì mình đi um, những cái đơn mình gói tối hôm qua này là giờ thì cũng mới sáng thôi ha tối qua gói được như đây nè giờ đi gửi như đây trước đây. thứ nhất là mọi gương cầu lồi 300 w cộng với sợi dây thì gương cầu lồi 300 w đó là một uh, triệu tư năm chục sợi dây nữa là 50 000 thành triệu rưỡi ha gửi cho anh chiên ở uh, Thành Phước Tân Quyên Bình Dương Đấy Ở cái cục này nè anh em à, Quay luôn cho các anh em thấy Để anh em biết là hàng của anh em được đóng gói như thế nào ha Tại vì anh em mua hàng á Sợ đóng gói không cẩn thận Rồi di chuyển rồi nguy hiểm rồi Đổ vỡ không biết ai Lãnh lãnh trách nhiệm Anh em hỏi thăm vấn đề rất là nhiều Thì mình quay này Anh em thấy cái vấn đề đóng gói bên mình á Thì cho mọi người an tâm ha Đó Đó là cái cục của anh Chuyên nha Cưng cầu loại 300W ha ở trong là đèn rồi vỏ à, của cái đèn vỏ đèn là cái miếng cà tông ha rồi à, một lớp mốt rồi à, một bao cà tông bên ngoài nữa ha nói chung là gói anh à, em cảm giác như là 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 lỡ như mà có ai mà làm mà mà, mà vật nặng mà rơi vào đấy cũng không sao nữa thấy không Bây giờ về anh em có thể kiểm tra bằng cách anh em đè 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 vô mốt à, vô cùng mềm mại luôn nha như cái cục màu trắng này đi ba bốn lớp mốt trong đây nè ha mấy lớp mốt luôn á rờ vô cảm giác như là một cái một cái niệm vậy đó ha vậy nó mới an toàn mọi người cho nên anh em mua hàng là là cứ an tâm nha nhiều anh em sợ mình gói không kỹ lỡ đổ vỡ rồi rồi ai chịu này kia đó anh em hỏi tới hỏi luôn vấn đề đó mình gói rất là kỹ nha mọi người ví dụ như tấm pin này gửi cho anh ở cây lại nè tấm pin xong rồi một lớp mốt dày 3 phân sau đó mà mới cái lớp cạch tông bên ngoài nè đấy chứ không phải là là tấm pin nằm trong đây đây nè không phải là tấm pin nằm ở trong đây vậy là xong không phải đâu cái tấm uh, mốt 3 phân đó nha đó thì uh, một cái gương cầu lòi cho anh chiên sau đó là một cái t 300 gửi cho anh uh, lê thành vũ ở uh, lê thành vũ ha ở phường an thới bình thủy cần thơ cái cái, cái t 300 là cái cục này nè anh em đây cái cục này nè đó, anh em thấy không ở trong là một cái t 300 rồi mình quấn bằng mốt sau đó là một cái bì cắt tông rồi một cái lớp mốt ở bên ngoài mốt bên ngoài chắc cỡ hai phần rồi bao bằng một lớp mũ ở bên ngoài ha, lớp mũ này chống nước luôn á, đi mắc mưa cũng không sao luôn mọi người. đấy, lỡ như shipper vận chuyển mà mà có mắc mưa cũng không sao luôn. để mình gói rất là kỹ cho nên là mọi người mua hàng thì cứ an tâm nha, thu thủ tiền mà gửi tiền cho sản phẩm đi chứ đừng có lo vấn đề nguy hiểm đồ này kia. ví dụ như lỡ mà có nguy hiểm thiệt á, thì nói tới đó nhiều anh em nói vận chuyển thì phải có nguy hiểm hiển nhiên là trước giờ bên mình cũng làm bể nhiều rồi anh em bể năm bảy cái đèn là chuyện bình thường tại vì mình gửi mấy ngàn cái này thấy không gửi năm bể năm bảy cái là chuyện bình thường nhưng mà cái bể đó là là không đáng kể anh em à, mà khi bể thì cũng đơn giản thôi lỡ như có bể đi hư cái nào mình sẽ gửi cho anh em cái mới để thay như bể tấm pin là gửi cái pin mới nhưng mà anh em chịu cực gửi cái tấm pin bể lại cho mình nha để mình tận dụng làm những cái công việc khác đó gửi cái tấm pin bể lại cho mình đấy À, còn mình thì à, sẽ sẽ gửi tấm pin mới lại cho anh em ví dụ như thế à, và chắc chắn như thế nha ôi quấn chi này nhiều lớp dữ lắm rồi rồi tiếp theo là một cái tấm pin m 100 cái tấm pin m 100 một trăm gửi cho anh anh cao nhân anh cao nhân ở chợ mỹ hạnh trung cây lại tiền giang chợ mỹ hạnh trung cây lại tiền giang ha anh cao nhân anh lấy một tấm pin màu trăm với lại một cái mới mc 4 đôi đơn lum la này trong cái cục này Khỏi này trong bên trong đã có một đã có mũ rồi đấy thì cái cục này là, là là gửi cho anh cao nhân nha và mấy mc 4 là nằm bên trong đây luôn nè bên trong luôn một tấm pin M100 uh, của hãng gigawatt ha một triệu không trăm tấm ngàn ở đây là tại vì anh lấy chung với những cái phụ kiện nữa cho nên là nó thành ra 1 triệu 144.000 phí vận chuyển khoảng 50.000 tấm pin này thôi nha Rồi tiếp theo là một cái ốp mk 300 giá 800.000 ha à, MK300 giá 800 ngàn Gửi cho anh Thơi ở uh, phường Đô Vinh Thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận Thì anh Thơi là mối nha nè anh, anh mua hàng thường xuyên Lần này anh lấy cái ốp trần này mình gói cái ốp trần anh nè à. Đầu tiên là cái ốp trần chung với tấm pin Mình quấn một lớp mốt rồi Rồi mình thêm một lớp xốp nữa Rồi mình bao bằng một cái thùng cạc tông Rồi ở bên ngoài á, là mình bao Nói chung là nếu mà anh 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 này anh mở cái này ra cũng tốn khoảng 15 phút rồi nè, cái cục này nè. Đấy, nó có chắc cỡ 3 lớp 4 lớp mốt ở trong đây ha khoảng 4 lớp mốt tính luôn cái thùng cắt tông là 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 bộ 5 lớp luôn đấy về anh mở chắc cũng phải tốn 15 20 phút cái cục này đấy không rất là là như cái gói vậy. như cái nệm luôn ha đấy rồi tiếp theo nữa là hai tấm pin này hai tấm pin bốn trăm mười nằm ở đây nè hai tấm pin này bốn trăm mười pin nãy là mình mới quay ở đầu video đó để gửi cho chú trần anh dũng ha ở nhà sách uh, khai trí 7A Nguyễn Đán, phường 7, thành phố Trà Vinh Thì hổng à, chú Dũng này lấy 4 tấm à, 4 tấm này nè Đó Rồi bữa nay chú lấy thêm 2 tấm nữa, 6 tấm Mà hình như trước đây là chú lấy pin AE rồi nữa Hay là pin gì đó Pin à, à, đi hôi hai mặt kính Trước đây lấy đi hôi hai mặt kính Còn lúc này lấy 6 tấm 410 Zinko nè Đây, bự ha Cái tấm này chiều dài 1m75 nha anh em Còn chiều ngang là hơn 1m một chút Để vừa chiếc xe luôn, đi gỡ cho anh em luôn thì sáng nay chỉ đơn giản những cái đơn đơn giản thế thôi có ngày hôm qua thì mình chắc cái chiếc xe không có không có chỗ trống luôn nè còn sáng nay thì đơn giản tại vì tối hôm qua gói được có nhiêu đây giờ đi gửi xong rồi tiếp tục về gói buổi chiều để gửi cho anh em chiến buổi chiều nữa nha chiều nay cũng rất là nhiều đơn hàng nãy giờ có anh em cũng đã nhắn vô trong điện thoại rất là nhiều rồi. mọi người nếu mà có xài zalo thì tốt nhất nhắn đặt hàng bằng zalo anh em vừa miễn phí mà vừa tiện lợi mà nó rất là thuận lợi cho người bán lẫn người mua luôn không tốn thời gian không, không tốn tiền bạc để nói chuyện điện thoại cũng không có uh, lu bu rắc rối gì anh em nhắn zalo thì chắc chắn là, là 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 mình sẽ có coi tại vì mình sẽ check zalo uh, mỗi khoảng nửa tiếng lần nửa tiếng lần cho nên là ai có zalo cứ nhắn ha mọi người uh, miễn phí hết ha không có đâu có tốn tiền gọi điện gì đâu sợ nếu anh em không quan tâm nữa gọi điện bằng zalo cũng không tốn tiền luôn đây thôi mình uh, kết thúc video ở đây nha anh em nào đam mê mua hàng thì cứ liên hệ ha sáng nay gửi đi không có nhiều ấy chút xíu về gói rồi gửi tiếp Hỏi chào mọi người hẹn gặp mọi người những video lần sau đam mê món gì thì cứ vô kênh miền tây sola ha xem và lựa nha anh em